Rồi, siêu bông Sài Gòn với lại Tân Châu 25 ngàn một cây. Đúng rồi. Dạ, cái gốc bên đây có chừng cây bút bi đi cả nhà. Rồi. Ừ. À, cái này là cúc Tân Châu, còn dạ. Này là cúc Thọ Hương, có cúc có Sài Gòn luôn nha em. Dạ rồi, còn cái này là Thọ Hương, hai cây này là Thọ Hương nha cả nhà. Rồi. Và mình giao lưu chỉ có 25 ngàn một cây thôi. 25 ngàn một cây. Ừ, cây nhị có 25 ngàn một cây thôi cả nhà, rồi. Có đế luôn á. Đế đầy đủ hết luôn. Dạ. Dạ em xin chào cả nhà, ngày hôm nay thì em có đến nhà vườn của chị Quyên ở ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để em quay giao lưu và chia sẻ với cả nhà một số mặt hàng mai giống, mai ghép và mai mình chơi Tết nha cả nhà. Rất mong cả nhà mình xem tham khảo ủng hộ cho chị Quyên nha. Dạ em chào chị. Dạ chào em nha. Dạ. Em nay đến cái kênh vườn mai Ngọc Quyên, em xin giới thiệu một số mặt hàng nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi em xin giao lưu với số điện thoại với em là 0387468782. Dạ. Số này cũng số Zalo em luôn. Địa chỉ em là ở ấp Hiệp, xã Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Tre. Dạ. Rồi, hôm nay em Zalo một số mặt hàng nha cô chú anh chị. Cuối clip em có Zalo một số hàng xã nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Vậy Zalo số hàng ghẻ bính nha em. Dạ. Đây. Rồi, cái này mình ghép nha, giống mai gì vậy chị? Giảo siêu nụ. Dạ, giảo siêu nụ có một giống hả chị? Một giống hả em. Dạ rồi, giảo siêu nụ mà đế bính cả nhà ơi. Ôi, để em quay cả nhà mình xem. Cái này mình ghép được mấy mùa rồi chị Quyên? Hơn 2 mùa đó em. Hơn 2 mùa luôn rồi. Chỉnh sửa bonsai rồi. Dạ. Rồi. Chị ơi, cái thông số chiều cao bên đây mình lấy khoảng chừng bao nhiêu được tầm chị? Tầm 2 găng tay chị đi, hơn 2 găng tay chị. 2 găng tay luôn hả? Ừ. Còn cái tán ngang này khoảng chừng nhiêu chị? Tán ngang cũng khoảng 2 găng. Nó cũng tròn vo luôn ha. Đúng rồi. Dạ, còn cái hoành này chắc em lấy trong phạm vi 4 ngón tay. 4 tay bỏ út ra em. 4 tay bỏ út ra luôn. Rồi. Đó. Để đây cả nhà ơi. Đó, cái bầu nó tróc lóc rồi nha cả nhà. Tại vì này mới tưới nè. Rồi, đây cả nhà hình bính nha cả nhà. Toàn bộ hôm nay bính không hả chị Quyên? Đúng rồi. Ừ. Mình giao lưu giá là bao nhiêu một cây vậy chị? 350 một cặp em. Một cặp như vậy 350 ngàn thôi. Ừ. Là bao xíu thôi hả chị? Bao xíu luôn á. Dạ. Giảo siêu nụ nha cả nhà. Giảo siêu nụ. Đó. Đây quá đẹp luôn nha. Lúc này nó đã ôm nụ rồi nè chị Quyên ơi. Đúng rồi, lúc đó. Này có nụ kim hết rồi em. Mình chưa có xử lý gì nha cả nhà. Tự nhiên đó. Rồi, một cặp như vậy là 350 ngàn nhà vườn mình bao ship toàn quốc nha cả nhà. Giảo siêu nụ thì Tết nha, giống như cả nhà biết á là nụ nó đơm đặc đặc nguyên cái cây luôn nha. Giảo siêu nụ là nụ kẹo kéo luôn nha. Đó. Rồi. Bên đây mình số lượng mình còn nhiều không vậy chị Quyên? Cũng khoảng chừng 600-700 vậy em. 600-700 cây thôi hả? Ừ. Rồi, số lượng có số lượng luôn, có gì cả nhà cứ liên hệ nhà vườn giúp em nha. Số điện thoại em để góc bên trái bên đây có Zalo cả nha. Rồi, mai là gửi bính nha. Dạ, gửi bính hết nha cả nhà, bao gửi bính hết nha. Cái này là gửi bí gửi thường lộn xộn nha cô chú anh chị. À, bí với đa dạng lộn xộn trong này hả chị? Đúng rồi. Dạ. Cái hoành gốc bên đây cũng cũng tâm, giống như cái lô bên kia hả chị? Đúng rồi, dạ. Cũng cần 4 ngón tay bỏ út ra. Dạ rồi, còn cái chiều cao tán ngang chị phơ chiều chị cao cũng là hơn 2 găng tay chị. À. Rồi tán ngang cũng là 2 găng tay. Nó cũng tròn do nè cả nhà. Đúng nói rồi, chung là nhà vườn nó cũng một mùa một hớ nhưng mà cái này rễ khác nên chị bán cặp này chỉ 250 thôi. À dạ, cái rễ này thì nó quấn nó dễ quấn hơn so với cái bính bên kia. Đúng rồi. Dạ, cho nên mình giao lưu là 250 ngàn bao ship một cặp. Đúng rồi. Rồi cái tàn thùm lùm luôn nè chị Quy ha. Ừ. Toàn đều luôn nha. Dạ. Thân cũng có uống uống thân hết nha cả nhà. Uống thân lắm hết luôn. Đó. Mấy cái cây này cái chừng uống cây cái của em cũng có nha cả nhà. Ừ. Để thì để có bí nè, rồi có mình quấn đa dạng để cũ quá cả nhà. Ừ, có cục có là xoa lộn xộn. Mấy gốc này 50 luôn hả chị Quy? Đúng rồi. Ở đây mới thời điểm mới có đầu tháng 7 thôi cả nhà. Cây nói chung là cây bên nhà vườn chị cũng là khá kín tàn ở trên rồi, giảo siêu nụ nè. Rồi bên đây là 250 một cặp. Đúng rồi, bên đây là 250. Dạ. Mình có thể mình lấy cây này với lại cây bính cũng được hả chị Quyên? Được được em. Dạ cứ ghép đơn lại. Nói chung là hai cây trở lên thì nhà vườn sẽ bao ship nha cả nhà. Này là giới thiệu là mặt hàng giảo nhung nha em. Dạ. Giảo nhung. Giảo nhung. Dạ cái này được mấy mùa rồi chị Quyên? Cái này không cũng 2 mùa đó em. Dạ 2 mùa luôn. 2 mùa rồi. Chị đơn chỉnh sửa tàn rồi. Dạ, chậu này là chậu C7 nha cả nhà. Đúng rồi. Giảo nhung, cái mặt bông giảo nhung cũng bự lắm hả chị Quyên ha. Đúng rồi, bông bự đẹp lắm. Dạ giống như siêu bông mà cả nhà. Ừ. Còn cái gốc bên đây em lấy sao chị Quyên? Thì cũng tầm vòng 4 ngón tay chị đi em. Dạ 4 ngón tay. Bỏ chị... út ra. Dạ, chiều cao bên đây cũng cũng cao hả chị Quyên? Rồi. Dạ. Đây cũng 4 cỡ chừng 4 tấc em. Dạ. 4 tấc trở lên nha. Rồi, tán ngang này thì nó nhỏ hơn hai lô kia xíu. Đúng rồi, nó nhỏ tiền hơn mà. Dạ. Mình giao lưu giá là bao nhiêu rồi chị? 80 ngàn một cây em. 80 ngàn một cây. Rồi. Dạ. Rồi bao nhiêu cây mình gửi hàng bao ship gì không chị Quyên? 3 cây chị gửi hàng, 5 cây chị bao ship. 3 cây gửi, 5 cây bao. Đế bên đây là đế đa dạng hả chị Quyên? Đế đa dạng, ừ. Dạ. Đế củ bế, củ bí, lò xo, đủ thứ hết. Dạ, nha. Đủ kiểu hết trơn đủ nha cả nhà. Nhưng mà phần này bí nhiều. Dạ rồi. Cái lô này so với hai cái lô kia thì cái tán ngang nó hơi yếu hơn một chút xíu nha cả nhà. Giá tiền là giảo nhung hơn mà. Dạ rồi, giảo nhung. Giảo nhung chị 80 ngàn một cây thôi nha cô chú anh chị. Cây bự tàn toàn luôn nha. Ừ. Cây xanh mướt nha cả nhà. Rồi. Dạ. Số lượng giảo nhung bên đây mình còn nhiều không chị Quyên? Khoảng 500 cây em. Wow, nhà vườn mình làm số lượng mỗi loại cũng nhiều nha cả nhà. Cúc quýt này là chỉ 60 ngàn một cây. 60 ngàn một cây thôi. Rồi, 3 cây em đi đơn, 5 cây em gửi hàng bao ship luôn. Dạ, rồi cái gốc chắc em lấy bên này lên gốc nhỏ hơn. Gốc nhỏ hơn cũng như là
từ ngón út cỡ bốn ngón tay đi bỏ cái ra. Dạ rồi, đây cả nhà ơi, cúc tri kỷ, cúc vip nha. Cúc vip. Dạ. Rồi cho em coi về gốc nữa đi chị. Đây. Cúc tri kỷ, cúc vip. Cúc vip luôn nha em. Nè. Mấy cái hàng này là hàng mình chơi Tết hết nha cả nhà, chứ không phải mới ghép cái chột này cả nhà. Đó, cái chột này có chừng ngón cây bút bi cho tới ngón tay út luôn á cả nhà. Dạ. Ừ, đây. Cả nhà mình tham khảo về gốc ha. Đó. Rồi, 60.000 một cây ha. 60.000 một cây. Rồi. Dạ. Đây là đây rồi tới là Tân Châu luôn nha cô chú anh chị. Tân Châu này cũng 60.000 một cây. Rồi cái này là cúc Tân Châu nha cả nhà. Tân Châu luôn. Dạ, 60.000 một cây luôn. Rồi. Rồi. Đây cả nhà hàng chơi Tết không à. Nó chỉ có vài chục ngàn một cây thôi. Củ đế nổi đẹp hết luôn nha. Dạ. Rồi bên đây mình cũng lấy cái chừng ngón tay út đi hả chị Quyên đúng ha. Rồi, đúng rồi. Dạ. Mỗi loại này thì cũng có số lượng hết nha cả nhà. Này thì cũng tầm 4 ngón tay chị đi. Dạ. Rồi mình có thể mình cứ ghép đơn với nhau thoải mái hết cả nhà. Rồi. Cái này là một cây. Dạ, Tân Châu. Dạ. Cúc Tân Châu. Cũng là 60.000 một cây luôn hả chị? Rồi. Dạ. Thì gửi hàng chị bao củ đế hết. Dạ. Cây nào không có củ đế thì cả nhà. Bao đế hết. Rồi, bao củ đế rồi. Hết em nhớ. Mấy cây này lầu lên dễ quay rồi, dễ quan sát nha. Rồi. Dạ rồi, để cả nhà mình tham khảo nha. Rồi, dạ, 60.000 Tân Châu, 60.000 một cây. Ba cây đi đơn, 5 cây bao ship nha cô chú anh chị. Dạ. Đây là nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Dạ. Nhị ngọc toàn lá xanh này cả nhà. Nhị ngọc toàn lá xanh. Dạ. Rồi đây đó, hàng này là Tết mình cũng có thể mình chơi bông được nha. Ừ. Ừ. Chiều cao bên đây em lấy cũng khoảng 35-40 đi hán chị Quyên. Rồi đúng rồi. Dạ, cứ trừ heo ra một chút xíu đi cái nhà, đế thì đế đa dạng nha. Ừ. Đó, còn cái góc bên đây em lấy cũng em ngón tay út. Rồi. Dạ. Rồi góc bên đây mình giao lưu giá bao nhiêu một cây vậy chị Quyên? 60.000 một cây em. 60.000 một cây luôn, đồng giá với hai cái loại kia luôn. Rồi. Dạ. 60.000 một cây, 3 cây chị đi đơn, 5 cây chị cũng bao ship luôn. Dạ rồi, 3 cây đi đơn, 5 cây mình bao ship. Rồi. Dạ, nhị ngọc toàn lá xanh. Nhị ngọc toàn. Rồi, đây rồi, là đa kia. Đây là đa phúc luôn nha em. Đa phúc, dạ. Dảo đa phúc cả nhà. Dạ đa phúc. Ừ. Nhà vườn mình làm cũng đủ giống luôn. Đủ giống luôn chị. Rồi, rồi cô chú anh chị nào lựa chọn thì coi như là 3 cây em gửi hàng không bao ship mà 5 cây thì em bao ship. Dạ. Chị ơi cái tiền mà ship mà đơn hàng 300 em bao ship 300 luôn, cộng cộng đơn hàng 300 thì em bao ship. Dạ. Cái tiền ship cho 3 cây này khoảng chừng bao nhiêu chị Quyên? 30.000 em. 30.000 thôi. Được. Dạ. Còn cả nhà mình lấy 5 cây trở lên thì nhà vườn mình bao ship nha cả nhà. Rồi. Dạ. Đơn hàng nói chung là đơn hàng 300.000 trở lên nhà vườn bao ship hả chị Quyên? Rồi đúng rồi, 300.000 dạ. Rồi cái này là dảo đa phúc nha cả nhà. Đa phúc rồi. Dạ. Cái này là 50.000 một cây. 50.000 một cây. Rồi. Dạ. Rồi tiếp theo mình đi dạo dạo vô trong đây nha cả nhà. Rồi. Nhà vườn mình cũng có làm mai tàn nhưng mà mai tàn này chắc gần chưa em gần Tết. Tết mình mới giao lưu nha cả nhà. Dạ. Đây là bạch mai miếng điện nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Bạch mai miếng điện. Đúng rồi. Rồi, cái gốc này cả nhà, cái gốc này cũng có chừng em muốn tay út của em á, chiều cao khoảng chừng gan đi hả chị Quyên. Ừ, rồi, dạ. Em. Bạch mai nó không có được bự giống như mấy cây kia nha. Bạch mai nó bị bạch mai bị chị nuôi ngoài nắng nên nó không có bằng người ta nhưng mà về nó khỏe hơn. Dạ. Nó quen nắng rồi hả chị Quyên ha. Quen nắng rồi, chị dạ. Ngoài nắng không à. Rồi mình giao lưu giá là bao nhiêu một cây vậy chị? 50.000 một cây. Bạch mai miếng điện 50.000 bằng với đa phúc nãy luôn hả cả nhà. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, bạch mai miếng điện này. Cô chú, cô chú anh chị có thể gặp đơn độ đơn hàng 300 là chị bao phí ship. Dạ. Rồi từ mỗi loại giống chị giới thiệu lên ha. Dạ rồi, rồi. Nhà vườn mình là cũng nhiều giống nha cả nhà. Đúng rồi, em nhiều giống lắm. Dạ. Này là siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Dạ, siêu bông bình lợi. Đúng rồi. Dạ. Rồi bên đây cao khoảng chừng cũng 35-40 đi hả chị, em cứ trừ heo ra xíu vậy đi cho dễ. Cho dễ đi. Còn cái gốc cả chừng em muốn thay út đi cả nhà. Rồi. Rồi mình giao lưu giá là bao nhiêu một cây vậy? 60.000 một cây em. 60.000 một cây. Rồi. Dạ, để em quay một vài cây mẫu cả nha. Tại vì cũng nhiều giống với lại nhà vườn mình mỗi giống cũng nhiều cây cả nha. Em quay một vài cây mẫu thôi nha. Đó. 60.000 một cây. Rồi, cho em coi gốc nữa đi. Này. Đó. Cũng là 3 cây gửi hàng 5 bao ship, nói chung là đơn hàng từ 300 nhà vườn sẽ bao ship nha cả nhà. Đúng rồi, có nụ kim hết luôn rồi đó em. Dạ. Bình lợi nó mau lớn quá anh chị Quyên. Lớn quá chị, mà nó dễ nuôi hơn. Bông nó bự lắm nha cả nhà, bông cả 4 ngón tay, bông chùm chùm nha. 3 lớp luôn, 3 lớp bông chùm luôn á. Dạ. Rồi xíu bông bình lợi nha, 60.000 một cây. Bông bình lợi 60.000 một cây nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi một cây bao khỏe mạnh tươi tốt luôn nha. Đây là siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Dạ, siêu bông Sài Gòn. Rồi. Dạ, để có quấn đế hết nha cả nhà. Có xử lý đế từ nhỏ hết. Dạ, đế đa dạng nha, mấy cái lô này là đế đa dạng là chủ yếu nè cả nhà. Mình cũng có bí, cũng có lò xo, nói chung là đa dạng cũng nở thì nhiều nha cả nhà. Rồi siêu bông Sài Gòn bên đây mình giao lưu giá là bao nhiêu một cây vậy chị Quyên? 50.000 một cây em. 50.000 một cây thôi. Rồi. Hàng chơi Tết nha, nhà hàng mini 50.000 một cây. Mini 50.000. Nhưng mà bông Sài Gòn là bao nhiêu lúc cũng có bông hết trơn em. Dạ. Hàng siêu bông mấy gốc này có chừng em ngón tay cái của em luôn á cả nhà, mấy gốc bự ha. Đúng rồi. Đó, nói chung đủ cỡ, đủ kích thước, đủ giá, đủ giống luôn á nha. Rồi siêu bông Sài Gòn nha. Rồi, tiếp theo mình tới gì nữa đây chị Quyên? Là siêu bông Sài Gòn chỉ tầm 1.000 cây đó. 1.000 cây siêu bông Sài Gòn. Khi cô chú anh chị lấy là chị chỉ lựa những cây tầm lớn tàn vậy rồi ghế. Dạ. Rồi những cây nhỏ thì nuôi tới bán tiếp chứ không có lấy cây nhỏ nha cô chú anh chị. Mình chị lựa giùm em mấy cái gốc nữa, nói chung là gốc trọi trọi trong cái lô trước đi ha. Ừ, dạ. Đúng rồi. Rồi mình bán tiếp nhà vườn mình vừa bán vừa nuôi mà cả nhà. Đúng rồi, vừa bán vừa nuôi luôn.
đó. 1.000 cây siêu bông Sài Gòn nha cả nhà. Này là giảo siêu nụ nha cô chú anh chị. Dạ rồi, rồi. Giảo siêu nụ. Đúng rồi. À, đế nè cả nhà. Mấy cây này là đế lòi lên nè cả nhà, có đúng. Mấy cây nằm dưới á. Đế củ nổi không nha cô chú anh dạ. chị đây, đó. Rồi, à, đế củ nổi nè. Dạ rồi. Bên đây mình giao lưu giá bao nhiêu một cây vậy chị Quyên? À, 60.000 một cây em. 60.000 một cây. Vậy đa phần nhà vườn mình làm cái hàng 50.000, 60.000 nhiều hết chị Quyên. Đúng rồi. Dạ. Chị... cái hàng đó dễ chơi hết cả nhà. Đúng rồi. Dạ. Đây cả nhà, mấy cái đế lòi lên ha. Ừ, củ nổi không, bao củ nổi luôn. Mấy cái này là mình về mình thay chậu Tết mình chơi bông được rồi cả nhà. Được hết. Nó gọn gọn nhỏ nhỏ nè ha. Mình cái này vô kiểu nhỏ nhỏ em đẹp lắm. Dạ. Ừ, nó không có cao, nó lùng lùng vậy là vô đẹp lắm. Dạ rồi. Nói hết chưa? Cô chú anh chị củ nở hết. Dạ. Khi em gửi hàng là mỗi cây mỗi có củ đế hết nha cô chú anh chị. Dạ, đa dạng mỗi cây mỗi vẻ hết cả nhà. Đây, có hình thú giống như cây này hình thú cũng có nè. Đó, nói chung là lộn xộn trong đây nha cả nhà. Khi gửi hàng cây củ đế không có củ đế đẹp thì cũng không gửi, khi gửi rồi dạ, phải có củ cũng đế. Tiễn, nói chung tiễn tàn tiễn đế hết trơn nha cả nhà. Rồi. Dạ. Này là sắn nha em. Dạ rồi. Rồi giảo tự sắn nha. Giảo tự sắn nha cả nhà. Đúng rồi nè. Vườn em thì ngay là vườn của Ngọc Quyên, cô chú anh chị yên tâm về củ đế nha. Dạ. Để cây nào cũng phải có hết nha cả nhà. Bây giờ không có cây nào mà xung đột hết trơn đâu cả nhà ơi. Giỏ tự xoắn nè. Thì giỏ tự xoắn thì chiều cao nó không có cao tại vì nó rủ rủ xuống không à cả nhà. Rủ xuống không mà tàn. Dạ. Nói chung là tàn cũng tròn nhìn nó cũng dễ thương cái gì. Tàn dễ thương thôi chứ còn tầm cũng không tới găng tay em ha. Dạ, rồi vậy đi cho dễ. Nó rủ rủ xuống cả nhà. Tại vì nó rủ xuống không à. Giỏ xoắn, cái thân nó xoắn xoắn nè. Hàng này thì mình vô lưu giá là 50.000 một cây nha cả nhà. Có mấy cây. 3 cây chị cũng đi đơn. Dạ, 3 cây đi đơn cũng là 5 cây mình bao ship luôn. Rồi, mỗi loại giống gộp đơn thì 3 tâm thì chị bao phí ship luôn. Dạ. Rồi. Rồi, giỏ tự sắn, mỗi loại thì ít, cái này ít nhất cũng khoảng chừng bao nhiêu cây lận chị? À, cái gì? Cái sắn này là số lượng khoảng chừng bao nhiêu chị? À, khoảng chừng 1 tâm nữa hết rồi đó em. Rồi, còn 100 nữa phải không? Ừ. Dạ, giỏ tự sắn lúc này. Cây. Giỏ tự sắn thì lúc này cái nhà mình cũng thích giỏ tự sắn nè cả nhà. Đúng rồi, sắn bán cũng nhiều. Nhìn nó cũng dễ thương cả nhà, mình về mình làm đổ đổ xuống nhà cũng đẹp nè. Hoặc là mình vô cái chậu mình treo cũng được á chị. Cái này mình treo cũng được nè cho rủ xuống giống như kiển lá vậy đó. Chấm thác đổ á. Đúng rồi. Nghe nè. Dạ. Rồi cái này chỉ có 50.000 một cây thôi. 50.000 một cây. Dạ. Cái này là cúc họ Hương nha em. Dạ. Hàng cúc họ Hương, hàng chậu nha cả nhà. Đúng rồi. Rồi chiều cao bên đây mình lấy chắc 40 ngoài đi hả chị Quyên. Ờ 40 khoảng 50. 40 50 đi hả chị. Ừ. Dạ. Còn cái gốc bên đây cũng cũng cả chừng bự hơn cái bút bi em ngón tay út của em nha cả nhà. Có ngón tay út cũng có. Rồi để em con miếng lô ok. Bốn ngón tay cũng được luôn nha cả nhà. Bốn ngón tay này cũng được luôn nha cả nhà. Em lựa mấy gốc này là mấy gốc kiểu như là hơi nhỏ cả nhà. Đúng rồi. Có mấy gốc này bự hơn nữa nè. Rồi. Gốc tạ hương là nó tàn tròn đều đẹp. Dạ. Cái giá của mình giao lưu cái lô này là mình giao lưu bao nhiêu vậy chị Quyên? À mà 200 cũng là 250 luôn em. 250 một một cặp luôn. À một cặp 250.000. Một cặp thì gửi hàng bao ship luôn, cây bự cha bá luôn. Thọ hương nó bự lắm nha cả nhà, nó cao nè. Ồ, 250 một cặp nha, vườn mình sẽ bó bầu gửi hết chị Quyên ha. Đúng rồi, bỏ chậu lại em. Dạ. Có mấy gốc này thì nó hơi cao nè cả nhà, mấy gốc này thì ngoài 50 luôn á. Nói chung là cái thông số nó khoảng chậm gì khoảng chừng 40 50 nha cả nhà. Đúng rồi. Có đế nè. Như liền cốt luôn hả chị Quyên. Ừ. Dạ. Rồi 250 một cặp, nhà vườn mình bao ship nha, cúc thọ hương. Cúc thọ hương rồi, nguyên đám đó em. Rồi rồi để em quen nguyên đám cái nhầm sao. Ôi, nguyên cái khu này khoảng chừng bao nhiêu cây chị Quyên? À khoảng chừng 700-800 vậy em. 700-800. Wow, nhà vườn mình làm số lượng nhiều quá hả cả nhà ha. Nãy em giới thiệu cô chú có mặt hàng xả này nha em, của em là 25.000 cây nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Rồi. Đừng ngồi xuống đi cho cô chú anh chị dễ cái dạ gì đám mai của hôm mình. Dạ, mình có được mấy giống nhà chị Quyên? À chị là có cúc Tân Châu rồi có Sài Gòn luôn. Sài Gòn cũng có giá 25.000 cây luôn. Có Sài Gòn với lại Tân Châu hả chị? Rồi đúng rồi. Dạ. Rồi siêu bông Sài Gòn với lại Tân Châu 25.000 một cây. Đúng rồi. Dạ. Cái gốc bên đây có chừng cây bút bi đi cả nhà. Rồi. Ừ. À, này là cúc Tân Châu còn dạ. Này là cúc Thọ Hương có cúc có Sài Gòn luôn nha em. Dạ rồi. Còn cái này là Thọ Hương, hai cây này là Thọ Hương nha cả nhà. Rồi. Mình giao lưu chỉ có 25.000 một cây thôi. 25.000 một cây. Ừ. Cây nhị có 25.000 một cây thôi cả nhà. Rồi. Có đế luôn á. Đế đầy đủ hết luôn. Dạ. Thì 25.000 một cây, ví dụ như em mua cái loại 25.000 một cây không thì bao nhiêu cây mình gửi hàng bao ship? 5 cây chị gửi hàng à. 5 cây gửi. Ờ còn cái 25.000 cây này 5 cây chị gửi hàng mà 10 cây là chị bao phí ship luôn. Dạ rồi, riêng là cái 25.000 vậy hết cả nhà. Dạ. Rồi, cũng như là loại 25 này 250 là chị bao phí ship luôn. Dạ, hàng này là mai đôn hết nha cả nhà. Mai đôn hết luôn, mai chưa bông luôn nè. Dạ. Mà khi lựa em đã lựa những cái cây đều tàn kỉnh tàn gì mới giao gửi nha cô chú chị. Dạ. Mình số lượng mình có nhiều không chị? À, số lượng này chị khoảng 1.500 á. 1.500 luôn hả? Ừ. Ừ. Có là Thọ Hương với Tân Châu Tân với Châu. Sài Gòn. Tân Châu với lại siêu bông Sài Gòn đó nha. Dạ, đúng rồi. 25.000 một cây thôi, hàng xả siêu siêu rẻ luôn nha cả nhà. Rồi hàng này thì cả nhà mình không chơi bông thì mình có thể mình trồng đất cũng được hả chị Quyên? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Cả nhà lấy số lượng còn rẻ nữa nha, cả nhà lấy hết 1.000 thứ cây là rẻ không cả nhà. Dạ. Dạ, số điện thoại nhà vườn em để cái bên trái bên đây nha cả nhà. Đúng rồi. Dạ.
mà cây là bao tươi tốt khỏe mạnh luôn, cúc phở hương này nha cô chú anh chị. Dạ, nói chung là những cái cây nhà vườn gỡ sẽ tương tự như những cái cây em quay, chứ không phải là em quay những cái cây vậy rồi mới mốt gỡ những cái cây nhỏ, không phải nha cả nhà. Dạ, đảm bảo cái thông số nha. Bên đây chị ơi, giờ mình nói sẵn cái thông số luôn đi, chiều cao em chị gỡ những cái cây mình lấy khoảng chừng bao nhiêu được chị? Coi như là bởi vì hàng này không có dựng đọt. Dạ. Thì coi như khoảng là 35 đi em. Khoảng chừng 35 được ha. Ờ. 30-35 30 đi hắn chị, mình thấp nhất 30 đi. Ừ, thấp nhất 30 tới 35. Dạ rồi. Ừ, tại vì mình không có dựng đọt nên cái đoạn rất ngắn. Mấy cây thọ hương thì nó cao hơn hắn cả nhà. Đúng rồi, những cái kia thì nó lùn hơn, ví dụ như là tăng châu nè. Dạ, nếu mà dựng ra nó cao. Ừ, nó dựng thì nó cũng phẳng vậy đó. Dạ rồi. Còn nó ngã ra thì phải rơi găng tem thôi. Dạ. Đúng rồi. Dạ, chỉ có 25.000 một cây thôi nha cả nhà. Dạ. Giao lưu với cô chú là cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi cây này tàng thông nha. Sữa gián đế tàng thông luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Mình ghép vô cái form của cái cây mai tàng nè cả nhà. Trời ơi, cái gốc này bự lắm nha. Cái thông số đọc dùm em đi chị Quyên ơi, mình có rồi. Rồi, thông số là hành 17, cao là 1m, em ngang là 85 em. Trời ơi, cao 1m, ngang là 85 cả nhà. Rồi cho em xin một vòng đi chị Quyên. Đây nè. Dạ, gốc có này một... mình giao lưu giá là bao nhiêu vậy chị Quyên? 1,2 triệu em. 1,2 triệu bao ship nha cả nhà. Rồi đúng rồi, 1,2 triệu bao ship. Rồi. Em mà có nụ kim đặt kẹo luôn nha cô chú anh chị. Dạ, để em quay cái vàng nụ cho cả nhà mình xem nha. Đây cả nhà ơi, cái vàng nụ kim nè cả nhà. Có chỗ nào đây, đây kim này. Cái này mình ghép được bao lâu rồi chị Quyên? 7-8 tháng rồi em. 7-8 tháng. Vậy là mình ghép hồi cuối năm rồi hả chị ha? Đúng rồi. Dạ. Rồi, màu lớn lắm cả nhà ơi, siêu bông mình lợi rồi. Mình ghép hàng một năm là mình chơi Tết vi vu luôn cả nhà ha. Rồi gốc này là mã số 1A là 1.200.000 rồi, đặc biệt nó là bông ba lớp luôn á, là bình lợi. Dạ. Hàng bao chuyện giống hết nha cả nhà. Bao chuyện giống luôn. Giờ mình giai đoạn này mình về mình cứ canh mình bấm đọt mình chơi Tết được hết cả nhà ha. Đã vô về chỉnh sửa hết rồi. Cây này là cây mã số 2 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Cây này mình có đo rồi nha cả nhà. Được rồi. Dạ. Hàng đế cũ nở nha cả nhà, cái cũ nó nở một chút xíu rồi, quanh là 17 luôn chị. Dạ. Quanh. Quanh là 17. Quanh 17 luôn nha. Rồi, cao là 1m, ngang là ngang như chị. Ngang để coi ngang kêu ghi sao không rõ. Cao là 1m cả nhà. Ngang mét luôn nha cô chú anh chị. 1m luôn. Rồi gốc này là mã số 2 nha cả nhà, mã số 2A. Rồi. Mình giao lưu cây này giá là nhiêu chị Quyên? Cũng là 1,2 triệu em bao phí ship luôn nha cô chú anh chị. Những cái hàng mã số này thì nhà vườn đã dặn dây chỉnh sửa rồi nha cả nhà, đã tròn do cái tàn luôn rồi nè. Đó, với lại hàng nhà vườn mình bao bông mình chơi tới luôn nha cả nhà. Bao bông có nụ kim hết luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi gốc này là mã số 2A nha. Rồi, số 2A. Một cây như là mình chơi tết vô đầu tư mà chỉ có 1,2 triệu bao ship nha cả nhà. Cây này cũng giao siêu bông bình lợi tặng hông luôn nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 3A nha. Rồi, mã số 3A luôn. Dạ. Cái thoát thân cây này chị đo giúp em đi chị Quyên, chị đo thử cái thoát thân của cây này thử coi. Cái cây số 2 với lại cái cây số 3 này cái thoát thân nó hơi cao cao hết cả nhà ha. Nó trống cái gốc cây vậy. Đo thoát thân hả? Dạ, chị đo cây thoát thân cây này thử coi. Thoát thân là 26. Dạ rồi, còn cái thông số chiều cao tháng ngàn chị đọc giúp em đi chị Quyên. Rồi, hành là 16 em, củ đế là 20 luôn nha em. Dạ. Chiều cao là 115 nha em. Dạ, tháng ngang là 90 luôn. Rồi cho em xin một vòng luôn đi chị. Rồi. Rồi gốc này mình giao lưu giá như chị Quyên. Rồi cũng là một là cây này là 1,3 triệu nha cô chú anh chị. Dạ, 1,3 triệu cho mã số 3A nha cả nhà. Rồi. Cây này tròn do hết trơn cả nhà. Đúng rồi. Nói chung là hàng mà mã số thì nhà vườn đã tuyển mấy cái gốc đẹp trong vườn mình giao lưu trước ha, còn gốc nào nó hơi yếu chút thì mình giao lưu từ từ sau hả chị Quyên. Rồi. Dạ, gốc mã số 3A, 1,3 triệu bao ship. Cũng là bình lợi luôn nha cô chú anh chị. Dạ, mã cây số này là 4A nha chị. À 4A. Dạ. Rồi cây này là em sửa dán bonsai nha cô chú anh chị. Hơi lùn lực toàn tàn nha. Cô chú nào anh chị thích lùn thì lấy lùn cao thì cao nha. Ủa cái tàn quá trời cái tàn luôn nè cả nhà. Rồi mã 4A nha. Dạ rồi, thông số là đọc cho em đi chị Quyên. Hoành là 30 nha, cao là 67 nha cô chú anh chị, ngang là 74 rồi. Rồi ngang là 74 luôn cả nhà. Cái tàn tròn do luôn nè cả nhà. Hàng này thì kiểu như là mình có thể mình để lên cái đô mình để trong nhà mình chơi cũng được chị ba ha. Rồi gốc này là mã số A4. Cái gốc nè cả nhà, cây này cũng có đế nha cả nhà. Cái này mình ghép được mấy chột chị? 4 chột hay gì ha? 4 chột. Nó cũng nhiều lắm em, cũng khoảng 4 năm gì đi. Dạ, gốc này mình vô lưu với giá là 4 chột. Cây này là giá này là 1 triệu em. 1 triệu bao ship. Dạ. Rồi ba cây mã số đầu hồi nãy thì cái form tàn cao hết cả nhà. Cao, còn cái này lùn. Dạ rồi, hàng này thì mình nghiêng về bonsai một chút xíu nha cả nhà. Ôi ôi, hàng mình chơi đế nè. Để chú mình dễ lựa chọn đó. Dạ. Chú thích tao cao thì cao lùn ha. Dạ rồi. Cái này tàn dáng bonsai. Dạ. Cây là mã số 5A nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi. Cái đế nè cả nhà. Rồi thông số đọc giùm em luôn đi chị Quyên. Rồi. Hoành là 30 nha cô chú anh chị. Hoành 30, cái cũ bự hơn nha. Rồi, cũ là 34 luôn. À, 34. Cũ đế 34 luôn nha. Dạ rồi. Rồi, cao 65, ngang là 72 nha cô chú anh chị. Dạ, cao 65, ngang 72. Cái này mình cũng ghép được 4 chột nha. Rồi. Để em đo chiều cao cái cây này sao em thấy nó chịu đo chiều cao cái này. 65 đó. Dạ. Rồi, cao 65 luôn. Dạ rồi. Rồi, cao 65 luôn nha.
Dạ, những cái hàng này thì mình bó bầu mình gửi hả chị Quyên ha? Dạ. Cái này mình bó bầu mình gửi hả chị Quyên? Rồi đúng rồi, bó bầu gửi hết á. Cho em xin một vòng đi chị Quyên, cho em xin một vòng ha. Rồi góc này mình giao lưu giá là 1 triệu bao phí ship luôn nha cả nhà. Rồi đúng rồi, 1 triệu luôn. Rồi để cả nhà mình tham khảo mã này là mã số A5 nha cả nhà. Rồi. Dạ, siêu bông bình lại. Cây này là cây nhĩ ngọc toàn nha cô chú anh chị. Dạ, cây này mình ghép được 1 2 3 4 4 chọc hay gì cả nhà? 4 chọc, mình như 4 chọc. Rồi góc này là nhị ngọc toàn lá xanh nha cả nhà. Luôn rồi. Dạ. Rồi. Số đọc giùm em đi chị Quyên. Rồi, hoành thân là 14 nha em, cao là 14. À. Rồi cao nhiêu chị? Tại vì cái cây này mình chưa có vô dây cao khi mà mình cao là mới có số 5 không rồi để chị coi coi. Dạ. Là cao ai ghi khi mà mình gửi mình sẽ vô dây hả chị Quyên? À, đúng rồi. Dạ. Gửi là chị sẽ vô dây chỉnh cho nó bảo định nha. Dạ. Rồi cao là 50, hoành cũ 39 nha cô chú anh chị. Hoành cũ là 39, cây này cái dáng giống như hình cái dáng thú á, cái nhà có chân luôn nè ha. Rồi gốc này là mã số A6. Mình giao lưu với giá là 800.000. 800.000 bao phí ship. Rồi đúng rồi, cây nhị ngọc vàng, cây củ đế luôn nha cô chú anh chị. Cũng nhiều cây cho nên nhà vườn mình chưa có kịp vô dây cây này hết á nha. Kịp luôn. Dạ nhưng mà khi gửi là nhà vườn sẽ vô dây nha. Rồi, cây này cây mã 6A luôn nha cô chú anh chị, là cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Dạ. Trở lại là siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi cây này cây mã A7 luôn cô chú anh chị ơi. Mã A7 cả nhà. Rồi, hoành là 21 luôn nha, ngang hoành là 70 luôn nha cô chú anh chị. Ừ. Cao là 65. Dạ. Củ đế là 35 luôn. Dạ rồi. Rồi, cây này A7 em giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu bao phí ship luôn, quả chậu lên nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, rồi mình bỏ bầu mình gửi nha cả nhà. Đúng rồi. Mấy cái chột này nó mập lắm cả nhà ơi. Bao nụ kim luôn. Bao nụ luôn, mấy cái chột này có chừng ngón tay út của em á cả nhà. Mấy chột này có chừng ngón tay út của em á. Đúng rồi. Mình ghép hồi tháng chạp, hồi cuối năm rồi á. Rồi, một cây là ghép từ 4 năm mắc bao không nha. Dạ, đây tới Tết là được tròn 1 tuổi hả chị Quyên ha. Đúng rồi, đúng rồi. Gốc này là mã số A7 nha cả nhà, 1 triệu bao phí ship, siêu bông bình lợi. Bây giờ mình tới mã số A8 nha cả nhà. Rồi, A8 luôn cô chú chị. Rồi, này là hoành thân là 20 nha cô chú anh chị. Hoành là 20. Hoành cũ á bự luôn nè. Dạ. Hoành cũ là 40 luôn. 40 luôn. Rồi. Cái gốc này cái đế đẹp quá nè cả nhà. Rồi chiều cao tán ngang như 40 luôn. Chiều cao là 63 luôn em. 63 chiều cao. Rồi. Dạ. Tán ngang là 63 luôn. Dạ rồi, đây cả nhà mình tham khảo một vòng nha. Rồi cho em xin vòng đi chị. Rồi, một cây là một cây siêu bông bình lợi luôn nha cô chú anh chị. Gốc này mình vô lưu giá là 1 triệu em bao phí ship luôn. Dạ 1 triệu bao ship nha cả nhà. Mã này là mã số A8 nha cả nhà. A8 luôn. Dạ. Đây là cây siêu bông bình lợi luôn nha cô chú anh chị. Mã số A9 nha cả nhà. Rồi, A9 đây là hoành thân là 18 nha cô chú anh chị. Dạ hoành 18, cây này mình ghép được 5 chột cả nhà. Hoành cũ bò chải lên là 23. Đủ là 33. 33. Rồi. Dạ. Rồi, chiều cao tán ngang luôn đi chị Quyên. Hàng này là hàng bao bông nha cả nhà. Rồi. 64 luôn, chiều cao 64 luôn em. Tưởng tượng cái cây này là cả nhà để rồi tán ngang là 71 luôn. Cây này là phải để ngoài cái đôn nha cả nhà, chứ để trên bàn là không có đủ đâu cả nhà. Quá trời, lắm cây bự. Đẹp luôn em, chỉnh sửa tàn hết luôn rồi. Dạ, mình giao lưu giá là 1 triệu hả chị Quyên? Đúng rồi, 1 triệu bao ship luôn em, bỏ chậu lại nha em. Dạ rồi, mã số A9 nha cả nhà. Rồi. Siêu bông mình lại luôn. Mã cái số này. A10. A10 luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi em đo giùm chị Hai ra một xíu hết cả nhà. Rồi, cây này là 21 em. Hoành 21. Rồi. Dạ. Nó cấn sợi dây em chị Hai lên xíu rồi ha. Rồi. Rồi cái hoành cũ. Hoành cũ là 39. 39 cái hoành cũ đây cả nhà. Quá trời. Cây này cái đế cũng được quá năng nha cả nhà. Đó. Rồi. Cây này chiều cao là 67 em. 67 chiều cao. Rồi. Dạ. Tán ngang. Tán ngang là 70. 70 tán ngang. Rồi, rồi góc này mình giao lưu giá nhiêu chị? Rồi cũng 1 triệu luôn em. 1 triệu bao ship luôn. Mã số 10 nha cả nhà. Số 10 luôn. Rồi nó ôm kim nè cả nhà. Rồi cô nụ kim hết luôn nha ôi cô ơi, chú anh chị. Mấy cái chỗ này nó ôm kim nè cả nhà ơi. Rồi. Đây nó ôm kim nè ha. Ừ, nụ mấy cái siêu bông mình lại này nó bự lắm, tại vì bông nó bự mà cả nhà. Rồi góc này nó 3 lớp luôn em. 3 tầng luôn. Tưởng tượng nó nở bít cái cây này nhìn đã luôn ha chị Quyên ha. Đúng rồi. Dạ. Cây này vừa khỏe mạnh là bông sẽ nở đều đặn gật gật luôn nha. Dạ. Em chào cô chú anh chị nha. Dạ. Mong cô chú anh chị ủng hộ cho vườn mai Ngọc Viên nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi chúc cô chú chị nhiều sức khỏe luôn. Dạ rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết tiếp nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.